phận sinh tháng ngày sống riêng một mình. Nhà ở bên em sống trong giàu sang, quen gấm nhung đại trang đi về sẽ đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà hàng quê. Tôi ca không hay, nàng khen nhiều và thật nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua nhưng tin không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao ước mơ duyên tơ mai sau. Tôi sợ ngang trái là mầm gợi chúa xót thương đau. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta như hình bóng trong giả mơ. Như thời gian phương cũng hay thần tiên, chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Dạ vâng, Nam Khánh xin được giới thiệu đến quý vị một cặp cổ loa toàn giải Fortec FE163. Con này thì nó gần giống với cả cái con G163. Cái đời này thì đời cao cấp hơn và cọc loa nó cũng gấu hơn, nam châm cũng gấu hơn. Thì hôm nay em sẽ quay test chất âm cho anh em và giới thiệu qua về một số những cái thông số của nó cho anh em biết nhá. Thì con này là Fortec FE163. Như anh em đang thấy trước mặt đây, trở kháng của nó là 8 ohm và công suất của nó là 25W, Lopman là 5W và maximum là 25W anh em nhé, do công ty Foster Japan sản xuất. Tất cả còn nguyên zin trừ gân anh em nhé, nguyên zin 100% trừ gân, bởi vì là cái dòng này ấy, thì cái gân của nó khô lắm. Nó khô như dòng gột G163 cũng vậy, cũng gân khô, đều phải nói chung là thay gân lại thì anh em mới chơi được nhá. Em đã đem đến cơ sở uy tín thay gân xịn cho anh em. Nói chung là em thay gân cũng chọn gân ngon thay, chứ không phải là gân vớ vẩn rẻ tiền. Anh em có thể nhìn cái lớp gân là biết nhá. Hai con thì hình thức còn khá là đẹp. Có một chiếc phễu bên này, nó hơi bị nhăn một chút, như vừa nãy em có quay video cho anh em tắt góc cạnh để anh em nhìn nhá. Còn ở bên này thì đây. Đấy. Thì nó hơi nhăn một chút thôi nhá, nó không đáng kể đâu. Nói chung là anh em nhìn kỹ mới thấy thôi, chứ nhìn thẳng thì cũng không nhìn thấy đâu. Đấy. Bên này thì đẹp hơn, bên này thì nó không có bị nhăn đúng gì. Đấy. Con này thì nó anh em về chơi lên lên thùng ấy, lên chơi nhạc nhạc cụ này, rồi là những cái nhạc tiết tấu chậm một chút rất là hay. Tôi kể người nghe đời lắng và điểm một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ thường mộng mơ đem viết thành bài ca,
À, con này thì anh em lên thùng thì nó cũng có rất nhiều mẫu thùng để cho anh em lựa chọn. Ở trên mạng có rất nhiều các cái mẫu thùng có bản vẽ cho anh em. Đấy, thì anh em có nhu cầu thì liên hệ cho Nam Khánh, số điện thoại 0972451489 anh em nhé. Em cũng xin báo giá luôn với anh em cái cặp củ loa toàn giải Fortech FE163 này, bên Nam Khánh đang bán là 3.600.000 đồng anh em nhé, 3.600.000 đồng cho cái cặp củ loa. Em phải dựa nhờ ở đây để cho lúc ấy cho nó nghiêng cho anh em quay cho anh em được. Anh em đang xem clip mà chưa ấn nút đăng ký kênh thì xin vui lòng ấn nút đăng ký kênh để theo dõi các mặt hàng Nam Khánh đăng lên. Anh em sẽ nhận được thông báo về những video mới nhé. Giá 3.600.000 đồng cho cái cặp củ loa toàn giải Fortech FE163. Củ rất là gấu, cọc loa chuyên nghiệp nhé. Con này thì tổng thể của nó còn rất là mới ấy, anh em nhé. Chỉ có thay gân này. Đấy, thế thôi. Còn đâu là anh em có thể nhìn thấy cái cọc loa của nó vẫn còn sáng choang như này. Rồi là sắt xi của nó vẫn rất là đẹp nhé. Giá 3.600.000 đồng. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho Nam Khánh, số điện thoại 0972451459, ship hàng toàn quốc không bao gồm phí ship. Xin cảm ơn anh em đã xem video. Em xin kết thúc video tại đây.